Xin chào bạn, tôi Tú Phan đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Thì video này tôi test thử cái trò game tôi mới vừa làm chơi các bạn. Rồi tôi chơi thử nè. Tôi cũng chưa có thêm nhiều cái phần hiệu ứng âm thanh nữa. Tôi chỉ mới thêm những cái hiệu ứng âm thanh kỹ xảo thôi. Chưa có thêm phần âm thanh nền. Cũng chơi cũng dễ đó bạn, dùng cái ngón tay chạm lên màn hình cảm ứng ta chơi thôi. Dùng ngón tay giờ lướt trên cái màn hình đó bạn, lướt trên màn hình cảm ứng để thua đó. Rồi ta chơi lại nè. Tôi mới có làm hai cái màn rồi, hai màn chơi thôi, hai level thôi, level 1, level 2 thôi. Tôi đụng vô đó là tôi thua. Chơi dở quá, tập trung chơi vô tí này cho nó qua nhiều cái màn cho bạn xem nhiều cái hay hơn. Ok. Cụt bắp. Gán lên. Im rồi đó. Thấy ok đó. Gán lên. Tập trung chơi á thì nó ok hơn ha. Thì nhiều cái hay ho, nó nhiều cái cạm bẫy nữa mà tôi làm đơn giản là tôi chưa có làm nhiều được, không có thời gian nhiều làm nhiều. Tôi chưa có tăng cái độ khó thôi bạn, muốn tăng độ khó lên tôi tăng cái tốc độ lên, tăng tốc độ lên là nó khó thôi à. Ok ha. Để tôi thử tăng cái tốc độ lên, bạn sẽ thấy nó khó lên nè. Để tôi tí. Tôi tăng tốc độ lên cho nó khó hơn các bạn. Tăng tốc độ lên, mỗi lần tôi ăn điểm thì nó sẽ tăng cái tốc độ lên nha. Ăn điểm rồi ok. Rồi tôi test thử nha. Mỗi lần tôi được điểm, thấy cái điểm số không? Được 3 điểm rồi đó. 3 điểm rồi nè bạn, mỗi lần tới điểm tôi càng lớn thì nó sẽ càng càng tốc độ càng nhanh lên vậy thôi, mỗi lần nó sẽ nhanh lên là 2%. Nhanh thì nào mà cái mức độ nhanh tối đa của tốc độ là 20 nha, 20% thấy chưa, từ từ nhanh lên là khó hả. Trò game này nó cũng nói chung trò game nào vậy, thì muốn khó dễ thì thuộc vô cái người làm thôi bạn. Bạn thêm những cái yếu tố tốc độ lên là nó, hay là cái tần suất xuất hiện của cái gì đó là nó sẽ thành cái độ khó lên à. Hay chưa, bắt đầu tốc độ tăng lên đó. Ok chưa? Chắc thua quá. Thua rồi. Nhanh lắm, dùng tay mới được, dùng chuột tôi chơi nó cũng chậm gì rồi bạn ơi. Rồi tao test thêm lần nữa, tao kết thúc video này ha. Video này chỉ test cái trò game đơn giản thôi. Chúng ta xem hết cái danh sách phát bên dưới thì bạn làm được cái trò game như thế này cũng dễ thôi. Cucu. Có cái chiếc máy bay bay ngang tôi làm ở trên nữa kìa. Rồi thôi tôi kết thúc video tại đây các bạn. Tôi là Tú Vang đang dẫn các bạn trên trang web là phankimtu.com. Hẹn lại các bạn.